Chào mừng tất cả quý vị các bạn với kênh video của Cơ Khí Thượng Thành. Thì do cái nhu cầu chăn nuôi của bà con tại nhà đang tăng cao với cái tình hình dịch bệnh cũng như là giá cả cám bột cũng như cám viên đang tăng cao, thì bên điện máy Cường Linh xin giới thiệu đến cho bà con bộ đôi sản phẩm máy nghiền bột gia đình cũng như là máy ép cám viên. Đấy, với cái dòng máy nghiền bột gia đình này thì nó sẽ phù hợp với là những hộ chăn nuôi vừa và nhỏ. Thì đấy, với công suất là từ 80 đến 100 kg trên 1 giờ. Đấy. Và máy ép cám viên bên này thì nó có công suất từ 130 đến 150 kg. Thì hai cái dòng máy này kết hợp với nhau thì nó là khá là phù hợp. Đấy, thì máy giới thiệu qua cho bà con cái dòng máy nghiền bột mới bên Cơ Khí Thượng Thành sản xuất luôn. Đây là dòng máy có thiết kế khá là vuông vức. Đấy, thì máy có màu xanh lá cây khá là dịu mắt cũng như là thiết kế bằng thép vô cùng chắc chắn và được sơn chống rỉ. Đấy, máy thì chạy motor dây đồng 3 kW của toàn phát. Đấy, motor dây đồng này. Đấy, 3 kW, tốc độ vòng tua là 2900 vòng một phút, tua nhanh. Đấy, cũng như là motor dây đồng của toàn phát thì nó đảm bảo được cái độ ổn định cũng như là lúc chạy thời gian lâu nó không bị nóng. Đấy, cũng như là bà con sử dụng được thời gian lâu dài hơn và có cái độ tuổi thọ nó cao hơn những cái dòng motor khác. Đấy, còn máy thì thiết kế có 4 phần chính. Thứ nhất là cái phần phễu đổ vào này. Đấy, cái phễu này thì nó sẽ chứa khoảng tầm 1 đến 2 cân. Đấy, cũng như là có cái phần điều chỉnh lưu lượng xuống của ngô cũng như là đậu tôm, đậu cá phơi khô, hoặc là những nguyên liệu đa dạng cho bà con mình nghiền bột ra, mình nghiền bột khô ra cho chăn nuôi, cho gà vịt, cho trâu bò ăn. Đấy, lợn cũng như là heo, dê. Đấy, còn bên này thì có cái phần điều chỉnh lưu lượng hạt cũng như là nguyên liệu xuống, thì nó sẽ tránh được cái việc mà nguyên liệu nó xuống ồ ạt và nó không kịp nghiền ra, nó bị tắc máy. Thì bên này nó có cái phần điều chỉnh lưu lượng nguyên liệu xuống thì khá là tiện lợi cho bà con. Đấy, và cái phễu này thì khá lớn, chứa được khoảng tầm 1 đến 2 cân thì bà con cứ đổ vào thôi, và điều chỉnh cái lưu lượng xuống thì nó sẽ tự động câu xuống cho bà con. Đấy, thì ngay dưới phần phễu là cái phần quan trọng nhất của phần máy, đấy là phần guồng nghiền. Đấy, trong cái phần guồng nghiền này thì nó sẽ có 18 bộ lưỡi búa. Đấy, cực kỳ chắc chắn cũng như là dài dặn. Đấy, còn bên máy thì nó có cái phần khóa gài như thế này, có một cái lóc 17 đây. Thì sau đây tôi sẽ tháo ra cho bà con cùng xem cái phần lưỡi búa của nó luôn. Đấy, thì bà con sử dụng một con ốc 17, một cái cơ lê 17 để mở cái phần nghiền của nó ra đây. Thì nếu như mà bà con sử dụng trong cái quá trình mà nó bị tắc cũng như là bị ấy, thì bà con có thể chú ý mình có thể mở cái phần búa nghiền này ra. Đây, khi bà con mở ra mà muốn mở ra hẳn thì bà con giật mạnh như thế này thì nó sẽ ra. Đấy, trong này thì có tất cả là 18 cái búa. Đây, cái gọi là cái búa. Đấy, thì bà con chú ý là cái búa này nó có hai đầu nhá. Đấy, thì bà con khi mà sử dụng nó bị mòn một đầu rồi thì bà con có thể trở lại rút cái phần chốt ngay khóa bên này này. Đấy, bên này có những cái phần chốt như thế này thì bà con có thể rút ra và đảo trở lại cái phần búa bên kia để sử dụng tiếp. Đấy, thì tuổi thọ nó rơi vào tầm 1 đến 2 năm thì bà con sử dụng nó cũng khá là tiện lợi. Đấy, toàn bộ là được thiết kế là tháo lắp được hết, kể cả cái phần nắp này, nếu như bà con sử dụng lâu dài mà những cái phần này nó bị mòn đi thì bà con có thể đưa vào, mình có thể tháo ra để trực tiếp hàn ra cố lại những cái phần này. Đấy, trong máy thì nó có kèm theo một cái sàng 2 ly rồi. Đấy, và có một khung đỡ như thế này. Thì bà con khi sử dụng thì mình có thể tháo cái phần khung đỡ này ra cũng như là tháo cái phần sàng ra. Đấy, sàng nó có thể bà con trực tiếp rút thẳng ra như thế này. Đấy, để thay thế sàng. Đấy, sàng là sàng inox cực kỳ chắc chắn cũng như cực kỳ dài dặn luôn. Sàng inox. Đấy, bà con có thể rút ra để thay thế. Đấy, tất cả bên trong này búa này, khung thép này. Đấy, những cái phần này đều bà con có thể rút ra được hết. Đấy, khá là tiện lợi. Máy thì cái phần này được những cái phần dao này được đặt xen kẽ nhau bằng những cái tấm đĩa tròn như thế này. Đấy, được đặt xen kẽ nhau, được cắt đều ra nhau ra thì nó không nối liền nhau. Thì cho được cái diện tích cũng như là cái phần búa đập nó đều hơn. Đấy, nó không bị sót cái nguyên liệu. Cũng như là đây thì được đặt thêm được cái phần búa đập này được đặt lên một cái phần trục có gắn hai vòng bi khá là lớn. Đấy, thì bà con sử dụng thì nó sẽ yên tâm hơn. Đấy, về cái phần búa đập này. Đấy, máy thì được dẫn động qua dây cúp loa. Đấy, thì hai bu ly này thì có kích thước bằng nhau. Thì cho ra cái vòng tua là khi mà motor quay 2.900 vòng thì là cái phần búa đập nó cũng quay 2.900 vòng luôn. Nên là cho ra cái công suất nó cực kỳ lớn cho bà con.
và có sử dụng cái bản dây B34 lấy dẫn động từ buli bên này sang buli bên kia. Đấy, tiếp đến là phần motor. Đấy, motor thì đấy chạy motor 3,5 kg. Đấy, phần thứ 3 thì là motor, nó chạy motor 3,5 kg dây đồng. Và ngay bên dưới phần chân máy này có phần tăng giảm dây cu loa này, thì bà con chú ý nếu mà thời gian sử dụng lâu dài mà nó bị mòn dây cu loa đi thì bà con có thể siết hai con ốc này vào. Siết đều hai con ốc này vào thì nó sẽ căng cái dây cu loa ra cho bà con. Đấy, còn nếu như mà khi nào dây nó quá nháo, quá sơ rồi thì bà con chú ý mình phải thay dây cu loa. Đấy, hoặc là như thế nào đấy để xử lý cái phần này để cho công suất nó ra được đẹp hơn, đều hơn 100%. Đấy, còn ngay bên dưới cái phần mà búa đập thì là cái phần đầu ra của nó. Phần đầu ra nguyên liệu nó có kích thước khoảng độ tầm 20 cm, gần 20 cm, khá là rộng. Đấy, cũng như là bà con có thể hứng chậu ngay trực tiếp cái chậu hoặc là xô ở dưới này để cho nguyên liệu nó ra. Đấy, thì máy thì nghiền đa năng này, nó có thể nghiền được ngô hạt, đậu hạt khô hoặc là đầu cá, đầu tôm phơi khô. Đấy, các nguyên liệu khô thì bà con có thể nghiền ra bột cám cho chăn nuôi, để cho gà vịt, cho trâu bò ăn được. Đấy, thì để đi kèm với cái máy nghiền bột đa năng này thì với công suất là 180 đến 100 kg một giờ thì bên này có cái máy ép cám viên dòng S150 thì nó có công suất là từ 130 đến 150 kg một giờ. Thì bà con sau khi nghiền bột thì có thể đưa trực tiếp qua phần máy ép cám này để ép ra viên cho trâu bò cũng như gà vịt ăn, để tiết kiệm cái lượng bột cũng như là để phân bố đều cái lượng dinh dưỡng cho gà vịt ăn. Đấy, thì sau đây tôi sẽ lắp lại và cắm thử cho bà con xem cái nguyên lý hoạt động cũng như là cái độ ồn của máy như thế nào. Thì sau khi bỏ sàng vào thì mình tiến hành siết con ốc 17 này ra. Đấy, sẽ chắc chắn vào và cắm điện thì có thể trực tiếp sử dụng được luôn. Đấy, thì thao tác thì bà con chú ý là mình kiểm tra cái ốc này trước này và sau đấy mình cắm điện và cho nguyên liệu vào phần phếu và điều chỉnh cái phần lưu lượng xuống của hạt. Đấy, đừng cho nó xuống ồ ạt quá thì nó sẽ không được mịn, cũng không được đều. Đấy, cũng như là có thể gặp đến hiện tượng tắc máy. Rồi, đấy, cắm điện vào trực tiếp là có thể sử dụng được luôn. Đấy, sau đây tiến hành cắm điện vào. Đấy, máy quay khá là êm. Đấy, sử dụng phần búa đập. Tốc độ vòng quay là 2900 vòng một phút. Đấy, thao tác sử dụng khá là đơn giản thôi. Thế bà con sử dụng thì mình chỉ cần cho nguyên liệu vào và cắm điện là sử dụng thôi. Đấy, thì bà con có nhu cầu mua cái máy nghiền bột với công suất lớn là từ 80 đến 100 kg một giờ hoặc là cái dòng máy ép cắm viên S150 ép từ 130 đến 150 kg một giờ thì có thể liên hệ bên điện máy Cường Linh, địa chỉ 36 Cổ Điển A, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội, hoặc qua số điện thoại chúng tôi để dưới góc màn hình đây, 0962 133 858, để được báo giá và tư vấn cụ thể về sản phẩm. Nếu như bà con nào địa chỉ ở gần Hà Nội thì có thể trực tiếp qua cửa hàng để mình có thể thử máy. Còn nếu như bà con nào mà ở xa thì có thể trực tiếp ship qua đường xe hoặc là đường bưu điện để cho bà con sử dụng. Đấy, cũng như là kiểm tra máy ngay tại nhà luôn, khá là tiện lợi. Đấy, chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã xem video của chúng tôi. Nhấn nút đăng ký để xem những video mới nhất và cập nhật những chương trình khuyến mại. Chân thành cảm ơn.